Tiền đạo Washington Brownell và Văn Toàn. Hiệp 1 đã bắt đầu. Thời gian kiểm soát bóng đang nghiêng về đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh áp sát cầu môn, dứt điểm, không vào. Pha cứu thua của thủ môn Bùi Tiến Dũng và có cơ hội để tung ra cú đá cự ly gần. Đây là cú đá bóng đi chạy cầu môn. Đội bóng thể báo đang rất cần trung vệ giỏi. Chuyển vọng. Washington. Cú đá rất nhanh nhưng Bùi Tiến Dũng đã kịp phản xạ. Một pha xoay người đá nhanh của chân sút người Brazil, Washington Brandao. Washington Brandao đã có một bàn thắng ở mùa giải này. Một pha xử lý xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh, Văn Thanh, sút bóng, cú đá từ góc hẹp. Bùi Tiến Dũng đã khép góc và bắt dính bóng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khởi đầu trận đấu tốt, thi đấu tập trung và hiệu quả. Bắt dự bị cho Bùi Tiến Dũng ở trận đấu ngày hôm nay là Nguyễn Văn Cường. Thủ môn đã từng vô địch V-League cùng với câu lạc bộ Quảng Nam. Rất hay. Chuyển động. Sút bóng. Rất hay, pha bóng rất đẹp. Sau pha không chế ngực của Minh Phương, Hồng Duy đã có cơ hội dứt điểm. Cú đá nửa này đầy cảm giác của Hồng Duy. Đánh đầu 1-0 cho Anh Gia Lai. Tình huống không ăn ý giữa thủ môn và hàng phòng ngự của Tướng Duy Minh. Cuối cùng thì sau những phút ép sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, đội bóng của Quy Sắc đã có bàn mở tỷ số. Hai ghi bàn của Washington Brandao. Bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Brazil tại V-League năm nay. Chúng ta xem lại bàn mở tỷ số của Washington Brandao. Bùi Tiến Dũng đã ra nhưng không can thiệp được. Một tình huống ra không chính xác của Bùi Tiến Dũng. Đây là một điều đáng tiếc bởi vì Bùi Tiến Dũng đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Như chúng tôi đã phân tích thì cái cần của Tiến Dũng lúc này là sự ổn định. Chu Văn Kiên. Sút bóng. Không vào. Pha cứu thua của thủ môn Dương Văn Lợi. Một tình huống mà thủ môn trẻ của Anh Gia Lai đã kịp khép hóc. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến đang gặp những khó khăn bởi có một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Chấn thương ảnh hưởng rất nhiều đến đội chủ nhà. Cú đá nhanh. Văn Thành. Lê Văn Sơn. Chuyền vào. Bùi Tiến Dũng đã kịp đẩy bóng qua xa. Bóng đập đất và Tiến Dũng đã phán đoán đúng vị trí. Cứu thua cho Thống Duy. Pha đi bóng xuống đáy biên và trả ngược lại. Bóng đập Lucas đã gây ra một tình huống bất ngờ với Bùi Tiến Dũng. Không vào. Bùi Tiến Dũng lại vừa có pha phản xạ nhanh. Văn Thành. Penalty cho Anh Gia Lai. Dương Văn Khoa đã phạm lỗi với Văn Thanh.
đội trưởng Văn Thanh và người đồng đội rất quen thuộc Bùi Tiến Dũng. 2-0 cho Hoàng Gia Lai, rất đơn giản. Lần thứ hai trong trận đấu, Ghi Sắc và các trợ lý Văn Đàn và Dương Minh Ninh có dịp chia vui. Sự thất vọng của huấn luyện viên Trần Minh Chiến và các cộng sự. Đây là hình ảnh làm chúng ta nhớ lại chiến tích Thường Châu của U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng tỏa sáng khi bắt penalty, còn Văn Thanh là người đã thực hiện những quả phạt đền quyết định. Washington Brandao, Văn Toàn, nguy hiểm, bóng đập sang ngang. Những giây đầu tiên hiệp 2 của trận đấu, Hoàng Gia Lai đã suýt nữa đưa tỷ số lên 3-0. Pha đi bóng quen thuộc cánh phải của Văn Toàn, chuyền vào rất dẻo và bóng đã chạm sang ngang. Chuyền vào, Sam Sơn, không được. Sam Sơn chưa thể có thắng thứ hai trong mùa giải. Sam Sơn lúc này đã 34 tuổi, không còn khỏe như trước, và đây là trận đấu mà anh cũng thường xuyên bị kèm chặt. Một lần hiếm hoi Sam Sơn có được cơ hội, nhưng anh lại dứt điểm, không thể đưa bóng đi vào cầu môn. Sút bóng, cú đá chéo không, rất tiếc là bóng đi chệch cầu môn. Pha dâng lên và dứt điểm của hậu vệ cánh phải Ngô Tùng Quốc. Ngô Tùng Quốc đã chọn vị trí rất tốt. Ngô Tùng Quốc đã nhằm về góc xa, tuy nhiên đã thiếu một chút chính xác. Cordero vào sân và chơi rất xông xáo. Sam Sơn sút bóng, pha cản phá rất tốt của Dương Văn Lợi. Ở thời điểm mà thủ môn Tuấn Linh vẫn đang phải dưỡng thương thì phong độ tốt, sự tập trung của Văn Lợi là rất đáng mừng với Hoàng Gia Lai. Pha câu bóng của Văn Thanh, bóng đập sang ngang. Pha xử lý đầy cảm giác của Vũ Văn Thanh khi mà tâm lý của anh rất thoải mái. Văn Thanh là hậu vệ có thể sẵn sàng chơi bóng ở điều kiện tâm lý thoải mái. Cú đá rất kỹ thuật. Bảo Toàn, Văn Thanh chuyển ngang, không vào. Hiệp 2 của trận đấu hơn một lần, đội khách bỏ lỡ cơ hội đưa tỷ số trận đấu lên 3-0. Tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng gọi mãn cuộc. 2-0 cho anh ta là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ngày hôm nay các bàn thắng của đội khách được ghi do công của Washington Brandao và Vũ Văn Thanh.